Hello, xin chào quý cô chú anh chị em ạ. Lại là em Tuyết đây ạ. Quý cô chú anh chị em cùng vào giao lưu với em Tuyết ạ. Chào buổi chiều quý cô chú anh chị em. Hôm nay Tuyết Lê lại lên live stream vào buổi chiều ngày hôm nay ạ. Quý cô chú anh chị em rảnh cùng vào giao lưu với em Tuyết ạ. Em Tuyết hôm nay sẽ giao lưu với cái chủ đề là rất là hay đấy ạ, và rất là nhiều người đang đây là cái bí quyết để quản lý tiền thông minh ạ, quy tắc 6 chiếc lọ ạ. Có rất là nhiều người đã biết đến cái quy tắc này nhưng có nhiều người vẫn chưa biết đâu ạ. Thì hôm nay quý cô chú anh chị em hãy vào live stream để cùng giao lưu với em Tuyết ạ. Quý cô chú anh chị em yêu mến em Tuyết thì hãy thả tim, thả like, tăng tên bạn bè và chia sẻ live stream cho em với ạ. Vâng, có rất là nhiều người là đã từng gặp khó khăn đúng không ạ? Gặp khó khăn trong việc quản lý tiền bạc và cân đối chi tiêu. Chúng ta làm ra nhiều, như chúng ta cũng chi tiêu rất là nhiều. Ví dụ trước kia có thể là lương 4, 5 triệu nhưng chúng ta vẫn chi tiêu đủ. Nhưng đến thời điểm này lương có thể lên đến 10 triệu, 12 triệu nhưng mà chúng ta vẫn chi tiêu hết, vẫn không tiết kiệm được. Đó, ngay như em Tuyết cũng vậy. Trước kia thì em lương 4 triệu thôi ạ, 4 triệu, 5 triệu nhưng em vẫn có thể là đáp ứng đủ chi tiêu. Nhưng đến sau cái thời điểm vừa rồi, như vừa rồi đến thời điểm này có thể là lên đến 10 triệu, 12, 15 triệu nhưng mà em vẫn chi tiêu vẫn hết, vẫn chưa chưa tiết kiệm được, chưa biết cách quản lý tiền bạc. Chúng ta làm ra bao nhiêu chúng ta tiêu bấy nhiêu. Và sau khi em tham gia vào lớp học thì em đã biết đến cách chi tiêu, cách quản lý tiền bạc qua cách quy tắc 6 chiếc lọ đấy ạ. Hôm nay em sẽ lên để chia sẻ cho quý cô chú anh chị em, những ai mà chưa biết thì ít thôi mà lại bị tối không lại được thế. vâng. Em sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị em để quý cô chú anh chị em được biết về cái quy tắc này ạ. Vâng, em chào anh Đương Bá Phương ạ, chào anh Lê Thanh Định, chào em Sao nhá, chào tất cả quý cô chú anh chị em đang xem livestream của em Tuyết ạ. Quý cô chú anh chị em yêu mến em Tuyết thì hãy tăng tên bạn bè và chia sẻ livestream cho em với ạ. Vâng, và hôm nay thì em sẽ chia sẻ về quy tắc 6 chiếc lọ ạ, quy tắc quản lý tiền bạc, bí quyết để quản lý tiền bạc, quy tắc 6 chiếc lọ. Cái lọ số 1, quý cô chú anh chị em biết là lọ số 1 là chúng ta dùng làm gì không ạ? Lọ số 1 là chi tiêu cần thiết là 55% thu nhập đấy ạ, chúng ta trích 55% thu nhập là quỹ chi tiêu cần thiết giúp cho chúng ta đảm bảo nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt hàng ngày ạ. Sinh hoạt thường hàng ngày đó là cái lọ thứ nhất. Khi mà chúng ta đi làm đấy ạ, lương chúng ta 10 triệu thì chúng ta hãy trích ra một khoản là 55% để chúng ta chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, đó là cái lọ thứ nhất. Và nếu như mà chúng ta đi làm lương 10 triệu mà chúng ta chi tiêu đến 8 triệu, 9 triệu đúng không ạ? Thậm chí là tiêu hết cả 10 triệu thì chúng ta không còn tiền để chúng ta tích lũy nữa ạ. Chào em Nhung nhá. Dạ, cháu chào cô mến ạ. Em chào anh Định ạ, chào tất cả quý cô chú anh chị em đang xem livestream của em ạ. Đó, và cái lọ số 2 đó là lọ tiết kiệm dài hạn. Tiết kiệm dài hạn là sao ạ? Là chúng ta hãy trích ra 10% đến 20% để chúng ta tiết kiệm, chúng ta đem đi đầu tư ạ. Đầu tư dài hạn. Đó, nếu như quý cô chú anh chị em chúng ta đi làm lương 10 triệu đúng không ạ? Chúng ta hãy trích ra 10% là 1 triệu đấy để chúng ta tiết kiệm. Chúng ta tiết kiệm để chúng ta đem đi đầu tư dài hạn ạ, đầu tư dài hạn. Và cái khoản tiết kiệm này nó là mục tiêu của chúng ta, đó là mục tiêu dài hạn như là mua nhà, mua xe và thực hiện những cái ước mơ. Có khi mà mình có cái nọ này đúng không? Cái nọ số 2 này, tiết kiệm dài hạn này, chúng ta sẽ thấy được cái mục tiêu của mình và mục đích của mình nhắm tới. Cũng giống như là hiện tại bây giờ em Tuyết Đa cũng đang tiết kiệm đấy ạ. Đang tiết kiệm trích ra 10% cái thu nhập của mình để em Tuyết đem đi đầu tư.
đó là đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Vâng, chào tất cả quý cô chú anh chị em, chào em Hoàng Dân, chào tất cả quý cô chú anh chị em đang xem livestream của em ạ. Em Tuyết cũng đang trích ra là 10% để em Tuyết đem đi đầu tư dài hạn vào cổ phần doanh nghiệp trước IPO, đó là tập đoàn UST. Vâng, em chào chị Hương ạ. Chào em Quỳnh Hoa nhá. Chào tất cả quý cô chú anh chị em ạ. Khi mà chúng ta có một cái mục đích, đó là chúng ta chi tiêu tiết kiệm, chúng ta trích ra 10% để chúng ta đầu tư vào dài hạn, thì sau này chúng ta sẽ có thêm được một cái nguồn thu nhập thụ động, đúng không ạ? Chúng ta có thêm một cái nguồn thu nhập thứ hai ngoài cái lương chúng ta đang làm, cái nguồn thu nhập chính, thì chúng ta sẽ có một cái nguồn thu nhập thứ hai. Và cái lọ số 3 đó là quỹ giáo dục, là cũng chúng ta cũng sẽ trích ra 10%. Quỹ giáo dục là sao ạ? Là chúng ta trích ra 10% thu nhập cho việc học thêm, trau dồi kiến thức của bản thân mình. Chúng ta trích ra để chúng ta mua những cuốn sách, đúng không ạ? Chúng ta mua cuốn sách để chúng ta học tập, chúng ta đọc sách. Đọc sách là chúng ta sẽ tạo thêm cho chúng ta kiến thức. Chúng ta có thể tham gia các khóa đào tạo để chúng ta phát triển bản thân, gặp gỡ và chia sẻ những người thành công. Chúng ta gặp những người thành công, đúng không ạ? Đó là quy tắc luật hấp dẫn ấy ạ. Chúng ta đi với người thành công thì chúng ta cũng sẽ là người thành công. Và chúng ta hãy trích ra 10%. Ví dụ như là chúng ta thu nhập, đúng không ạ? Chúng ta thu nhập một năm là khoảng 100 triệu, thì chúng ta hãy trích ra một chút đấy ạ, ở cái thu nhập của chúng ta, để chúng ta mua sách, chúng ta đi học những cái buổi để về phát triển bản thân. Như em Tuyết cũng vậy, em cũng thường xuyên là mua những cuốn sách như bộ sách Dạy Con Làm Giàu đấy ạ. Chính nhờ bộ sách đó mà em Tuyết mới biết đến Kim Tứ Đồ là gì, và mua sách về tư duy triệu phú, thì em mới biết là những người triệu phú là họ có tư duy và có trong đầu, sẽ có trong tay. Nếu như mình muốn có cái gì thì mình phải tư duy trước, đúng không ạ? Mình phải có trong đầu trước thì mình mới có. Đấy, em Quỳnh Hoa có nói là có bác ở gần nhà em đầu tư cổ phần doanh nghiệp trong sân golf, cuối năm ông mang tải đựng tiền mang về nhà kìa chị. Ồ đúng đấy em, tất cả, đúng không? Khi mà chúng ta đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO thì là đó là một cái đòn bẩy giúp cho chúng ta bứt phá về tài chính. Nếu như chúng ta chỉ cần chúng ta đầu tư vào quỹ giáo dục, đầu tư học tập, đúng không? Thì chúng ta sẽ có kiến thức. Có kiến thức thì chúng ta mới đi tìm những cái công ty, những cái tập đoàn để chúng ta đầu tư. Chúng ta chỉ cần trích ra 10%, 20% thu nhập để chúng ta đầu tư, thì sau đó chúng ta sẽ có thêm một cái nguồn thu nhập, đó là nguồn thu nhập thụ động, đúng không ạ? Giống như ông bác gần nhà em Hoa đó, hàng năm ông sẽ nhận tiền cổ tức, cũng giống như các cổ đông của sữa Vinamilk, hàng năm họ đều nhận tiền cổ tức. Đúng rồi, nói thì không ai tin nhưng đó là sự thật, chính xác em ạ. Nói thì có nhiều người bảo là ảo tưởng, là viển vông, nhưng đó là sự thật đấy ạ. Đó là sự thật. Nếu như chúng ta chỉ cần chúng ta có kiến thức, nên là chúng ta hãy trích ra 10% thu nhập của chúng ta để chúng ta đầu tư vào chính bản thân mình ấy ạ. Đầu tư vào kiến thức, đầu tư vào phát triển bản thân. Chúng ta hãy mua sách để chúng ta đọc thêm, cho chúng ta thêm nhiều kiến thức. Chúng ta biết được thế nào là đầu tư, thế nào là cổ phần, cổ đông, cổ phiếu và cổ tức, để chúng ta phân biệt được bốn cái cổ. Như vậy thì chúng ta mới có kiến thức để chúng ta đi đầu tư. Và cái lọ số 4 đó là lọ hưởng thụ. Chúng ta hãy trích ra 10% thu nhập ạ, 10% thu nhập để chúng ta dành, đây là cái khoản tiền để dành cho việc hưởng thụ. Chúng ta có thể đi mua sắm, chúng ta lo cho bản thân, đúng không? Chăm sóc bản thân của chúng ta. Đầu tư vào bản thân của chúng ta là đầu tư không bao giờ sợ thiệt, đúng không ạ? Là đầu tư lãi nhất đấy ạ. Đầu tư về kiến thức, đầu tư về tư duy và đầu tư về ngoại hình của chúng ta, đúng không? Chúng ta làm nhà đầu tư thì ngoại hình của chúng ta là như thế nào? Chúng ta làm về công việc như thế nào? Thì chúng ta đầu tư về ngoại hình của chúng ta như thế. Chúng ta phải đầu tư về bản thân. Và chúng ta làm những việc mới mẻ. Ví dụ như chúng ta đang đi làm công ăn lương, đúng không? Chúng ta đang đi làm công ty, là công nhân. Nếu như chúng ta bứt phá ra ngoài, chúng ta đi làm, chúng ta đi bán hàng, chúng ta bán hàng online chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải đầu tư về bản thân chúng ta. Thứ nhất là đầu tư về kiến thức, thứ hai là đầu tư về vẻ bên ngoài, đúng không ạ? Về việc hưởng thụ mua sắm, đúng không ạ? Chúng ta phải đầu tư về bên ngoài nữa, về quần áo, đúng không? Chúng ta là một người bán hàng, bán hàng thì chúng ta lại phải khác với lại khi chúng ta đi làm công ty. Chúng ta đi làm công ty thì chúng ta chỉ mặc quần áo của công ty thôi, đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta đi bán hàng, chúng ta lại phải ăn mặc khác, thì chúng ta cũng phải đầu tư một chút đấy ạ.
chúng ta hãy trích ra một chút để chúng ta hưởng thụ, chúng ta đầu tư cho bản thân của chúng ta. Và thỉnh thoảng là chúng ta cũng đi chơi, đúng không ạ? Đi chơi đây đó, chứ không phải là năm nào, ngày nào, tháng nào chúng ta cũng phải đi làm, đâm đầu đi làm mà chúng ta không có hưởng thụ. Chúng ta hãy trích ra một chút ạ. Và cái lọ thứ năm đó là quỹ tự do tài chính ạ. Cái lọ thứ năm đó là quỹ tự do tài chính, là khi bạn có một cuộc sống như mong muốn mà không cần làm việc hay phụ thuộc vào tài chính của người khác, thì đây là cái quỹ tự do tài chính, là chúng ta hãy tạo ra, đúng không ạ, tham gia các hoạt động, tạo ra các thu nhập thụ động như là gửi tiết kiệm, đầu tư, góp vốn kinh doanh. Bằng cách này bạn đã tạo ra con ngỗng đẻ trứng vàng, đó như là con gà đẻ trứng vàng đấy ạ. Đó là chúng ta đang đầu tư cổ phần doanh nghiệp, chiếc IPO nó giống như con gà đẻ trứng vàng đấy ạ. Đó là cái quỹ tự do tài chính. Chúng ta hãy trích ra 10% thu nhập để chúng ta đem đi đầu tư, đem đi đầu tư để chúng ta tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động, nó giống như con gà đẻ trứng cho chúng ta, con gà đẻ trứng vàng cho chúng ta. Và xin lưu ý là chúng ta không nên tiêu tiền ở cái quỹ này. Nếu như quý cô chú anh chị em chúng ta đi làm lương 12 triệu một tháng, chúng ta hãy trích ra 10% là 1,2 triệu ạ. 1,2 triệu một tháng. Chúng ta có thể đầu tư vào tập đoàn UST với cái gói trả góp đấy ạ. 250 đô, 1,2 triệu một tháng. Là chúng ta đã, sau này chúng ta đã có một cái cổ phần và sau này chúng ta đã có một cái nguồn thu nhập thụ động đấy. Đó là cổ tức hàng năm ạ. Đó là cổ tức hàng năm. Nếu như chúng ta đi tiêu mất cái quỹ này đi, 1,2 triệu đúng không, 1,2 triệu một tháng có thể chúng ta ra mua cái gì nó cũng hết. Nhưng nếu như chúng ta hãy tích lũy để chúng ta đem đi đầu tư, thì sau này chúng ta sẽ có một cái nguồn thu nhập thụ động. Có thể là sau này chúng ta cũng sẽ bứt phá về tài chính, tự do về tài chính và tự do về thời gian đấy ạ. Chúng ta hãy quản lý cái chi tiêu của mình. Và cái lọ thứ 6 đó là quỹ từ thiện ạ. Đây là khoản tiền để bạn sử dụng làm từ thiện, giúp đỡ cộng đồng, người thân, bạn bè. Nếu bạn có nhiều thứ phải chi trả hơn thì hãy giảm tỷ lệ này xuống. Quỹ từ thiện này thì chúng ta hãy trích ra là 5% thu nhập, nhưng mà luôn trích một khoản để giúp đỡ người khác. Cũng giống như khi mà chúng ta đi ra ngoài, đúng không, chúng ta đi chợ thì thường gặp những cái người ăn xin ấy ạ. Những người ăn xin thì chúng ta sẵn sàng, chúng ta có thể cho người ta, đúng không, cho người ta 5,000, 10,000, đúng không ạ, nó không là gì cả. Đối với mình thì nó không đáng bao nhiêu, nhưng đối với người ta nó là rất nhiều, đúng không ạ. Đó cũng là cái quỹ chúng ta cũng là đi làm từ thiện đấy. Hoặc là khi ở quê mình đi xây đình, xây chùa đấy ạ, là chúng ta cũng trích ra một chút, đó cũng là cái chúng ta đi làm từ thiện ạ. Quỳnh Hoa có nói mang tải đi đựng tiền là có thật, không có tư duy thì tầm nhìn chỉ là từ nhà xuống bếp, đúng rồi em. Không có tư duy thì tầm nhìn chỉ là từ nhà xuống bếp thôi ạ. Nó chỉ trong cái lũy tre làng thôi, nó không vượt ra khỏi cái lũy tre làng được. Nên là tất cả chúng ta muốn giàu là chúng ta phải có tư duy, chúng ta phải có tư duy đầu tư. Và đầu tư cái gì để cho chúng ta trở nên giàu có, đầu tư cái gì để cho chúng ta ăn ngon ngủ kỹ, đúng không, kê cao gối mà ngủ, chỉ có đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO, đúng không ạ. Vâng, em chào chị Lê Ngọc Định ạ. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Đó, nên là bạn hãy thử 6 cái bí kíp chiếc nọ này ngay, để chúng ta hãy làm luôn bây giờ, luôn và ngay, để chúng ta tạo ra một cái áp dụng luôn, để chúng ta quản lý cái tiền bạc của chúng ta làm ra đấy ạ. Có nhiều người làm ra rất là nhiều tiền nhưng không biết cách quản lý thì nó cũng sẽ hết đấy, nó cũng sẽ hết. Nhưng nên là chúng ta hãy học cách chi tiêu tiết kiệm, chúng ta hãy học cách quản lý tiền để cho chúng ta có một cái tương lai, đúng không ạ? Tương lai sau này chúng ta được tự do về tài chính, tự do về thời gian. Như trước kia nếu như em Tuyết chưa biết đến UST, chưa biết về đầu tư thì em cũng không biết đến cách quản lý tiền bạc, em cũng không biết đến về kim tứ đồ đó ạ, không biết gì về đầu tư hết. Nhưng từ khi biết đến UST, biết về đầu tư thì em đã đầu tư vào bản thân rất là nhiều, đọc sách hàng ngày, em đọc sách này, em đi cũng học những lớp học cùng với quý cô chú anh chị em phát triển bản thân. Có những cái mà mình chưa biết, nhưng khi vào đây mình đi học mình mới biết. Không phải cái gì là mình tự nhiên mà biết cả, cái gì cũng phải học ạ, cái gì cũng phải học. Học thì mới biết, và học nhiều, làm nhiều thì nó sẽ thành thói quen và nó sẽ giỏi lên. Em Tê cũng rất là hy vọng quý cô chú anh chị em hãy thực hiện theo cái bí kíp mà để cho giúp chúng ta quản lý về tiền bạc này, đó là 6 chiếc lọ đấy ạ. Vâng, em cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em đã vào tương tác livestream cho em ạ, đã ủng hộ cho em ạ.
Em xin kết thúc livestream ở đây. Hẹn quý cô chú, quý cô chú anh chị em vào buổi tối hôm nay ạ. 20 giờ buổi tối hôm nay em sẽ lên livestream để chia sẻ về tập đoàn UST ạ. Đang có rất là nhiều các thông tin ạ. Mong quý cô chú anh chị em không nên bỏ qua, hãy theo dõi livestream của em Tuyết, không nên bỏ qua cái livestream vào buổi tối hôm nay ạ. Em xin chào, em xin cảm ơn ạ.